Xin chào các bác, chào mừng các bác quay kênh xem đua 8. Tiếp tục video hôm nay em lại giới thiệu cho bác đó là mẫu xe đạp địa hình. Thì như các bác thấy thì đây là một mẫu Gian Atex 610 và đây là màu trắng xanh dương, bản mới nhất trong năm nay luôn. Đây là bản 2019. Thì cái màu này cũng đang được rất là nhiều các bạn trẻ bây giờ ưa thích cái mẫu này, thì nó tôn lên cái màu sáng cũng như là rất là trẻ trung, và thiết kế xe nhìn rất là thể thao. Thì mức giá con này thì em đang bán giá đó là khuyến mãi 5,5 triệu nha các bác. Ok, thì đường link thì em sẽ để bên dưới cho bác dễ tìm để mua hàng nhé. Và mẫu xe này có gì đặc biệt sẽ review cho bác xem luôn cái cấu hình nó nhá. Và con này thì nó được sử dụng đó là một bộ khung hợp kim nhôm. Đây, các bác có thể phân biệt qua cái mối hàn nó sẽ đang kiểu vây cá rất đẹp, nhìn cực kỳ chắc chắn luôn. Đó, ở đây có mã QR cho bác có thể xét đúng hàng chính hãng hay không nhé. Các bạn nhìn mối hàn rất đẹp và nó có một màu trắng xanh dương rất là sáng nha các bác. Cái thiết kế dây nó làm rất là sắc sảo, nhìn đúng cao hàng cao cấp luôn. Tiếp theo cái bộ đùi đĩa này nó sử dụng là đùi đĩa hợp kim nhôm nhé, nhôm đúc nha các bác. Ngoài nó có bọc một cái lớp nhựa. Và đĩa thì gồm 3 tầng đĩa. Đấy, các bác có thể nhìn đĩa nó ở đây. Và bộ đề trước thì con này nó sử dụng là bộ đề Shimano Tunday mới nhất. Bộ đề sau thế Shimano Tunday nhé. Và nó gồm 7 tầng nip, xích nip là của Shimano luôn. Con này thì có 21 tốc độ nha các bác. Mayer con này thì nó được thiết kế đó là Mayer đi bạc đạn. Ngoài thì nó được bao bọc đó là một lớp nhôm nhé. Và tiếp theo đến đằng trước. Đằng trước thì cái đồng vô tăng được thiết kế là hợp kim nhôm nha các bác. Vô tăng thì là vô tăng hoàn nha, vô tăng hợp kim nhôm đúc nha, được phủ đó là lớp sơn chống xước đó, thiết kế rất đẹp. Trước thì trước sau thì nó đều có phản quang cho các bác nhé. Và bên này có một cái chuông của chính hãng ra luôn, để Shimano bên 3 bên 7. Phanh cái này ta sử dụng đó bộ phanh cơ nhé, phanh đĩa cơ nhé các bác, của chính hãng Gian luôn. Đó, cái thiết kế nhìn rất là sắc sảo. Bộ càng này sử dụng đó bộ càng kim thép nhé, các bác có thể phân biệt qua mối hàn đây. Nó được phủ một lớp sơn cao cấp chống xước nhé. Và phục cái này thì nó sử dụng đó phục nó so nha các bác. Bộ vành cái này sử dụng đó vành kim nhôm đúc nhé. Xăm nốt cỡ 26x1.95, xăm nốt của này xăm nốt của Gian luôn nhé. Và sấm đốt sau thế vành nó vành của Gian nhôm đúc, sấm đốt là sấm đốt của Gian luôn, cỡ là 26x1.95. Và đĩa thì nó có gắn cái phản quang nhé, các bác nhìn nhé, sau cọc yên có một cái phản quang và cọc yên phía cọc yên kim nhôm dưới cọc yên có một cái lon chống nước vô chống bị ăn dỉ nhé. Và yên nó yên da mềm của dòng Gian luôn, rất là êm. Cái này các bạn nữ đi rất là hợp lý luôn nhé. Thì rất là thể thao, cái màu trắng này thì các bạn nữ có thể đi được nhé, rất là đẹp. Và sau nó thì nó có một cái pedal con này là pedal nhựa đúc đi bạc đạn nha các bác. Ok, thì đây là cái cấu hình con Gian Atex 610 mới nhất 2020 này, thì mới nhất 2019 này. Và đường link của mẫu xe sẽ để bên dưới nhé. Và như mức giá này em đã nói đó, mức giá khuyến mãi 5,5 triệu, các bác có sở hữu mẫu Gian Atex 610 2019 nhé. Hoặc là các bác có thể liên hệ tới số hotline 0933 532 186 để được hỗ trợ và dễ dàng đặt hàng hơn nhé, cũng như là được nhiều ưu đãi khi đặt hàng. Và xe thì các bác mua thì được tặng rán nước, bình nước, chuông chắn bùn nha các bác. Ok, xin chào các bác, cảm ơn các bác đã coi video của em.